Mở đầu video mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay nhà mình thì có Thí Liêm là vợ của Chí Liêm, mình gọi là Thí Liêm, rồi bên đây gọi là Thí Nhân, cho nên là Thí vợ của Liêm có chở Khoa qua chơi. Nay mình làm cái món nướng, tại từ nhỏ nó thích ăn nướng hơn, thì mình làm ăn cơm thịt nướng đi, với trứng cuộn giò sống, nhưng mà có người thì gọi là trứng cuộn dân may gì đó, thì để bữa nay mình làm cái đó ra dân may không nha. Bây giờ thì trước hết đó là mình ướp thịt đi. Thịt đó là mình mua 1 kg thịt nè, thịt nạc dăm, vai rái, gì gái gì đó. Nó có gân gân, nó mỡ mỡ vậy nè. Nướng nó ngon hơn với gì nạc lưng. Gọi là sườn húc lết á. Giờ mình đã rửa sạch xong, mình cắt ra từ miếng vừa ăn hết rồi. Giờ mình chuẩn bị mình ướp nha. Ở đâu mà đờn đờn tăng tăng ngộ. Chắc bên trường học á. Này là hành tím với tỏi băm, mình cho vô. Này là đường, hạt nêm với tiêu, mình cho vô. Còn miếng dừa lại đi, lát mình để vô trong giò sống, cho miếng màu dầu điều vô. Dầu điều này là mình thắng đó. Mua hột điều về cho mình thắng. Cho miếng nước mắm vô. Xong rồi cái mình cho miếng dầu ăn, mà dầu này là bữa đó mình phi tỏi phi á, hành phi chứ. Mình cho vô cho nó thơm. Rồi giờ mình trộn lên. Rồi bây giờ mình ướp cái này, mình trộn cho nó đều, mình để đây cho nó thấm gia vị đi. Rồi mình đi làm trứng. Chèn mép thôi. Giờ mình chuẩn bị mình làm trứng nè, để mình chiên. Tách hai cái ra, trắng với chùm đỏ riêng ra hết. Ở xong đập bể bậy vậy nè ta. Không có chuyên nghiệp à. Như gần đây có đám tang hay gì nghe đờn đờn. Tự nhiên trứng vợ mắc lên. Không ghẻ gì vợ mắc quá. Hôm đó có 1000 mấy trứng, anh vợ 3000 trứng. Canh cái lúc em sử dụng mắt là này mình cho chút hạt nêm vô thôi, rồi đánh lên. Bên bên này mình sẽ cho gì, miếng bột, cái này là bột năng á, cho vô quậy chung luôn, đừng cho nó kết dính gì. Giờ mình quậy cái chồng đỏ hơn, cái mình gây qua cái gỗ này nè cho nó mịn. Giờ tới mình lượt cái gây qua cái chồng trắng luôn. Cái lòng đỏ mình đã gây ra xong rồi nè,
Giờ cái mình cho miếng màu dầu điều vô để cho nó lên màu cho nó đẹp. Rồi mình quậy lòng đỏ nó đã đều rồi nè. Giờ đem đi chiên. Rồi giờ Thí nó cũng mới tới chơi, nhờ em Thí làm giùm. Giờ mình cho cái cải đỏ vô trong cái giò sống nè. Trong cái giò sống này thì người ta nói là có niêm gia vị rồi, cho nên mình cho thêm chút đường, chút hạt niêm, chút tiêu nữa là được rồi. Mình vét này vô. Xong cái mình cho miếng hành lá vô. Cưng quết giùm chị nha, cho nó đều. Mấy này chị để gia vị vô đồ hết rồi. Giờ cưng quết thì chị lên chiên trứng. Ôi này còn đá. Vậy luôn. Vậy là chưa tan hết. Chưa tan hết rồi, đá không nè. Kệ đi, nó mềm hết trước đi. Nó còn phải đông đá không? Đúng rồi. Trời, hồi nào giờ nhà em không có mua giò sống ăn, chị thấy tin. Dân này là nó đã xong rồi. Mày mai trắng nè. Đúng rồi. Có chín gì? Chín giữa mai trắng chung quanh mai vàng vậy á. Ước gì anh cưới được nàng. Nghe dữ thì ha. Xây hồ bán nguyệt cho nàng gửi chân. Ghê ghê. Bán nguyệt là gì? Cái hồ bán nguyệt là nửa mặt trăng á. Là cái hồ bự hả? Anh nghĩ cái hồ nó hình dạng như nửa mặt trăng thôi à. Không phải là nó là ví cái hồ bự hả? Vậy hả? Thí nó quết xong rồi, giờ mình cho ra đây, cho qua đây chị miếng nữa thấy chán ra nó hết cái này không chắc được rồi đó, chán mỏng mỏng là được rồi. Đây cái này chắc miếng dầu ăn vô qua ta để nó dính. Để anh đi lấy cho. Trắng riêng là mấy miếng là mấy ổ hai cái là vô một chồng, vô một cái cuộn, một cuộn
cho nó cuộn nó có sớ sớ vậy. Hành mây trắng với mây vàng hả? Thêm không? Chút xíu à. Cái màu này chắc nó ngã qua màu hơi cam cam mà. Này nó dai quá không? Dai. Này là bún mọc á. Ở Sài Gòn bán bún mọc nhiều, còn đây ít bán bún mọc ha. Ở đây kiếm quán bún mọc cũng Trần Thân. Đây có bún suông không? Bún suông không? Trà Vinh, trong Huế có một chỗ bán bún suông. Chị cũng biết một chỗ ngay chỗ Bưu Điện đó không? Chị có ăn đó một lần. Chị đó cũng ở Sài Gòn vậy ha. Nói đặc sản bún suông gì chứ thấy đâu có bán nhiều đâu. Đúng rồi. Mà hình như có mình bà, cái mình đã biết chữ bún suông chỗ đó. Dày quá là chị cũng có. Ừ. Cái cuộn này nó chà bá lửa luôn rồi. Bá lửa luôn rồi. Thiệt rồi, cái cuộn này chắc để lên cái dĩa cơm chắc nó hôi quá trời rồi thấy không? Vừa. Chết rồi. Nứt rồi. Vậy là phải chán mỏng mỏng rồi, mình làm quá trời bự luôn rồi. Thôi, vậy là cái cuộn mới nãy em lấy giò sống được nhiều quá đúng không? Nhiều quá. Bị nhiều. Cái cuộn này có cuộn chà bá lửa luôn mà. Rồi giờ lấy cái ra đưa qua chị cái bạc. Rồi sao kinh nghiệm chia nhỏ ra đấy? Quá trời. Này là chà bá lửa thì cuốn vô đây hả? Giống cá, cuốn vô đây mình hấp. Thôi giống cá rồi chứ. Tên nướng chứ. Hấp hả? Hấp. Cuộn này nhỏ hơn cái kia không? Cuộn nãy kia quá trời bự. Cuộn nãy kia nửa ký lô. Không có khéo tay. Chặt cút không nhừ. Nghĩ sao dính thôi không? Dính là hên lắm rồi đó. Giờ đem bắt cái nồi nước lên mình hấp. Cho khoa có lợi, khoa nó ăn không cay không? Dạ nó ăn nước tương cũng được. Nước mắm thì làm rồi, cũng pha rồi. Cho nó mình làm cho mình ăn. Rồi mình thấy nước nó đã sôi rồi nè. Giờ mình cho cái trứng vô mình hấp. Trong cái nồi nãy giờ mình để hai củ khoai lang vô đây mình hấp lên luôn. Kẻ à? Ừ. Rồi giờ mình đậy ra đi khoảng 15-20 phút thì đó là mình lấy ra. Cái này cuộn bự chắc 20 phút. Rồi canh giờ. Này nước mắm có lường không? Em cũng lường không? Nhiều cắt quá rồi đó chị thấy rồi. Nhiều cắt quá chua rồi thêm miếng lượng, thêm miếng nước mắm. Lát làm xong ra chén. Nó làm ít thôi. Thêm lát. Miếng giờ một đống. Đường tan chế muối vô.
anh cho em xin miếng nước nha. Mít này là mít hồi xưa nè, chứ không phải mít Thái nè. Mít hồi xưa. À, mít này của bác á, là gì á, nhà bên má chồng chị Hai á cho. Còn Thí cho trái mít Thái nên bữa nay nó chưa có được chín mùi cho nên là mình chưa có trẻ. Nó chắc mai mới trẻ được. Thì nãy chị thấy nó chưa được mùi, thế rồi nó thơm nhưng mà nó chưa mùi. Dạ thì nhưng mà mít Thái có mùi thơm là chị ăn nó giòn giòn á. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi cái cho nó chị chưa có trẻ chuyện để thì ăn trái này ăn tới trái khác. Cái này thấy mùi hơn rồi thôi cho nên trẻ trái này. Ngày vô mùa mít. Cái này hồi xưa gọi là mít nghệ, mít gì á. Thấy ngon ha. Nhưng mà cái dạng này nó vỏ mỏng á. Này chị thấy không? Ừ, không lát à. Cái vỏ mỏng á. Thì đục mít thì có ăn sơ không chứ? Ăn chứ. Sơ bự ăn trên. Mít này ăn ngon. Hôm nay hàng xóm cũng cho chị lay gai. Bây giờ hình như mít nhiều lắm chị đấy. Nhiều. Chồng có năm mấy là thấy có trái rồi. Chị chồng hổm trên miếng đất ba chị cho đó. Bây giờ hầu như nhà ai muốn có mít, có đất trồng cây cái là có mít. Ừ. Đó chị chồng có hơn năm có trái rồi kìa. Cây mít chị trên đó đang có trái. Hổm hai trái, anh Tư hái bỏ một trái. Chứ dễ cho trái chứ cây sầu riêng không. Không sáu năm vậy á. Nhưng mà phải làm phải đúng kỹ thuật mới có trái thì sầu riêng á. Sầu riêng thấy khó hơn khó rồi nha. Hơn nhiều. Với nghe nói phải xịt thuốc gì nhiều ạ. Dạ, còn cây mít ở trồng bỏ đại đó thì nhiều khi nó cũng có lớn có trái. Phải vì mít nó rẻ hơn sầu riêng. Lột mít này xong như qua cái hấp cái kia cái kia. Cũng không, chín. Mà mít Thái á chị thấy lúc xuất khẩu không có giá lắm á. Vậy hả? Ừ. Ừ, chị nghe mấy chục ngàn ký rồi lận phải không? Ừ, xuất khẩu. Ừ. Mà xuất khẩu là người ta bán mít sống nè, chứ không bán giống như mình. Vậy hả? Sống rồi đem đi mới chín phải không? Ừ, ta xử lý làm sao ta đem đi. Ừ, chứ chín để đem đi. Chín là chỉ bán ở như ở nước mình thôi, ở người dân mình ăn thôi. Ừ. Vậy là mình ở đây ăn mít chín cây phải không? Ừ, đúng rồi. Chín cây là dạt lại cho mình ăn. Gửi đi nước ngoài thì nói chín cây giặt lại chứ gặp như mấy người nước ngoài nói trời đất biết rồi tôi muốn ăn chín cây không được nè. Thôi công nhận lột xong cái vỏ nè chị. Ừ, không lét không còn đi, sắp tới gai luôn. Nãy giờ mình hấp được 20 phút, ý lộn, nửa tiếng luôn à. Ừ. Giờ chắc nó chín rồi đó, giờ mình lấy ra. Để mình thử củ khoai coi nó chín luôn chưa. Còn hơi cứng, hấp chút xíu nữa đi. Đây mình đem ra, mình mở ra cho nó nguội, mình cắt. Nóng nha. Nấu ra cho nó mau nguội. Thấy là thấy ngon ngon rồi đấy nha. Mày người ta mày trắng mày xanh còn này mày màu cam mà có pha vô màu trắng. À cái này hồi nãy chứ không có dầu. Dầu đúng rồi, dính. Dính sát. Ồ vậy là mình phải để dầu vô nha cả nhà ơi. Hồi nãy cái bên đây mình có tha miếng, bên đây mình không có tha nè. Cho nên là nó bị dính nè. Rút kinh nghiệm lần sau ha, nhớ. Ừ. Là tha một miếng dầu ăn lên.
trên giấy bạc. Để đây chút nguội rồi gửi tiếp. Rồi, củ khoai này mình đã xơm nó lủng rồi, vậy là nó đã chín rồi đó. Giờ mình nhắc ra để mình lấy cái thang này mình nướng thịt. Hay ha, xơm lủng là biết chín rồi ha. Đúng rồi, tôi bước mặt ong chị đi, chở. Tôi chở nè, tôi bước vậy. Sườn nướng mặt ong, thêm miếng nữa thấy. Rồi, để miếng cao. Miếng này thôi. Nhẫn rồi đó. Nướng vô cái miếng vô cái nó vàng lên liền ha. Ừ. Đây. Xôi xèo xèo. Hấp dẫn hơn vậy. Quá rồi chị kia, chị này. Chết chà. Có miếng hơi về khác rồi. Tới là phút cuối rồi, lại lên rồi. Ừ, nè, sâu sâu bọt luôn. Thịt nướng xong rồi, giờ tới mình cắt cái trứng này coi. Coi nó dân mây thế nào. Ồ, nè. Chảo quá. Cái này nó dân con chút à. Không có dân nhiều. Nè. Ừ, nè. Là dân dân ở phía trong đó, phải không? Ừ. Đó, nó dân được nhiều rồi đó. Ồ, làm lần đầu tiên mà có dân là được rồi. Anh thử coi coi. Em thử coi. Thằng Khoa á, hôm qua gì hỏi nó con ăn gì Khoa? Con ăn trứng à. Cái này gọi là cái gì? Tên tuổi của em là cái gì? Cái món này sống. À? Hả? Trứng cuộn giò sống. Ờ. À, ăn nói chung ngon. Nó giống giống gần giống như chả lụa vậy á. Đúng không? Đúng không sao? Chả qua. Mà này không phải chả qua luôn. Người ta có để gì về trứng rồi tùm lum cho nghe trứng trứng muối rồi đó. Ừ. Còn này mình chỉ đơn giản à. Trứng cuộn giò sống. Trứng cuộn dân mây gì đó. Kêu sao cũng được. Giò sống dân mây luôn. Nhưng mà nhìn màu sắc đẹp quá anh nha. Ừ. Đó. Trứng cuộn dân. Này mình để đây đi, mình để vô dĩa cơm. Ô nhỏ như nó dẻ hơn nó gì thế. Không. Cũng vậy à. Dĩa cơm. Lấy dĩa, lấy dĩa
sai rồi. Nhớ cắt làm sao mà nó ra. Nhưng cái mà cắt cắt sai mà biết mình cắt sai vậy cắt là sai có lý đó. Vậy là chuyến sau mới cắt đúng được. Vậy nè, nhớ vậy nè. Trái tim không? Đúng rồi, mình cắt sai. Nãy cắt sai nó ra gì rồi? Trái lụ. Cắt đúng thì trái tim, mà cắt sai thì trái lụ. Là nó lụng dụng á. Nhà. Trái gì cũng ăn hết hả? Ừ. Thấy dĩa ra phía, chuẩn bị ăn phía. À, dọn coi mấy người ta. 6, 7 dĩa đi thấy. Lấy 6 cái dĩa nữa cơ. Dĩa bên đây không? Không, trong tủ. Gắp đi chua thế. Lấy đũa gắp đi chua. Bên chị. Ừ, bên đi. Ừ. Nước lên. Cơm thịt nướng chả. Trứng cuộn lên mày. Trời, con gùi này. Xong một dĩa cơm. Cái này mình không có làm mỡ hành nha. Tại vì mỡ hành nhiều khi ăn cái thấy cũng ngán ngán. Cho nên không có làm mỡ hành luôn. Lâu lâu đổi ăn cơm dĩa đi. Cho chút màu mè xanh xanh rồi. Cái trứng này nói chung là đơn giản, cũng nhanh gọn lẹ, cũng mau. Rồi, còn thịt còn lại mình cho gái dĩ nhỏ này. Đem lên mấy đứa ơi. Xin mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi ăn cơm đi. Khoa con chan nước con chan con nữa Khoa. Mắm luôn con á. Rồi ăn cơm. Mời. Đó. Cái đó là trứng đó Khoa. Con trứng của con yêu cầu á. Trứng cuộn đó Khoa. Cái này yêu cầu trứng chiên nữa mà. Cái này cũng trứng nữa đó đâu. Hôm qua cô yêu cầu con nó trứng chứ đâu, nó trứng làm gì đâu. Con lấy trứng nó cầm trứng. Trứng rồi trứng. Bây giờ trứng cũng trứng nè. Hưởng trứng mà. Nãy Khoa nó phát hiện ra bác nhân bác thí cắt cơm dưa leo hình trái tim. Người ta cơm sườn sườn bị chả quá trời một dĩa luôn. Cái này sườn sườn trứng cuộn. Cái thịt này làm như nó không được thấm hung ha. Ăn thấy nó hơi lạc lạc mà thiếu gia vị không, tụi con ăn thử coi. Hơi bị yếu. Để chan nước mắm mà không phao hoặc thịt ngon không ha. Phao thì là ngon hả? Có hơi lạc, nghe không thấy?
ăn chưa, ăn thịt chưa? Ăn rồi, em thấy cũng ngon mà. Cũng được. Nó vô á, nó không có đậm lắm. Anh ăn luôn. Ừ. Nãy chị tính rau mà anh không thấy, mới đột bí vô luộc ăn thêm. Đây làm biến mà không đi. Cái nắng quá. Này có miếng gì mở thành nữa không? Nhưng mà thấy nhán nhán thôi. Nghĩ luôn. Giảm dùng hả? Ừ. Khoa con có thích ăn mỡ gậm như gì á? Hành, hành mỡ hành không Khoa? Ừ. Thích hả? Rồi, mẹ không có làm mỡ hành. Mấy người lớn cử cử cho mấy nhỏ nhịn luôn. Mỡ hành mà em nói sợ béo gì á. Ừ. Khoa là thích béo. Dạ, ờ, đúng không Khoa? Dạ, thích. Con thích béo toàn qua nay là bác Nhân thấy con thích mấy món béo luôn á. Dạ, dạ. Lấy kép cắt không? Mua luôn hả? Thêm thịt, còn thịt này nha. Ừ. Nè. Tụi con ăn thịt ăn thêm nha. Còn cơm, còn cơm. Còn cơm luôn. Nấu một nồi cơm luôn. Nó dày quá, nó mới miếng mỏng ngon. Mỏng ngon hơn phải không? Ừ. Vậy là thịt này phải ướp qua đêm nướng mới ngon. Ừ. Thường thường mấy người bán cơm á, ướp qua đêm hết. Ừ. Mới thấm, mỏng ngon hơn. Ừ. Mình ướp mấy tiếng cũng thấm. Cái giò sống này nè là người ta làm chả đó. Chị mua ngay lò chả là người ta nói người ta niêm sẵn cho về, chỉ là giống như mình để mình gói gì đó là mình hấp ra thành đồng chả luôn đó, không có cần niêm gì nữa. Tại nãy chị niêm chút là chị có để gì, cải đỏ vô á, cho nên có niêm chút. Thêm thịt nè, này là có ăn cái trứng này không? Không ăn trứng nè, ăn thịt đi. Này là có con khách hàng ăn thêm rồi đó, kêu cơm thêm. Thịt, thịt còn nữa đó nha Khoa. Bây giờ lấy tiếp nữa con. Ừ, trước mặt con đó có cái gì á, thịt tiếp tục. Nướng là mấy đứa nhỏ nó khoái. Mình lớn mình cũng còn thích. Chiên với nướng. Nhưng mà nhìn nướng ăn ngon hơn. Nhưng mà đặc biệt là nướng, là nướng than á, nó có cái mùi khói khói à. Thêm thế không kìa, em no rồi. Tính là dầu ít quá. Chứ thường là chị ăn dầu nữa. Chị ăn chén cơm là chứ được hai chén rau. Em ăn hai phần thì vui leo luôn. Dùng lên dính cái. Ủa rồi, có khẩu trang con đâu rồi? Kết đây luôn hả? À. Được chưa? Con có khẩu không? Trang không? Đeo khẩu trang không? Dạ. Đeo, đeo, đeo. Lấy. Trời ơi mẹ nghe. Dạ con. Kêu đó, dạ. Cái đó cũng kêu. Dạ. Ơ thưa bác, bác có cái dây lịch hai ngày không thấy lên mãi luôn à. Được rồi. Phù đạp nhẹ cái chân liền. Có bác thấy bác Nhân ông về. Rồi bye bye con. Rồi bye bye con, về khỏe nha. Không em cưng cưng về khỏe nha. Dạ rồi. Anh khỏe. Rồi. Anh về. Ừ.